Tự khẳng định mình. Quan hỷ, để xem kìa, sư phụ thật là quá tài, mới chỉ trong một buổi sáng mà đã hái về nhiều thảo dược đến như vậy. Tại sao con thấy nó giống loại cỏ bình thường vậy? Con đừng có coi thường những hoa cỏ trên núi, tất cả đều có công dụng riêng của nó. Đúng vậy, con nhớ lần trước khi con bị bệnh, chính nhờ uống thảo dược cho sư phụ sắc nên con mới khỏi đó. À, các con có muốn học cách nhận biết thảo dược hay không? Thưa sư phụ, có thể chỉ dạy cho chúng con không? Đương nhiên là được rồi, nhưng việc này không đơn giản đâu. Cần phải có sức nhẫn nại, bền tâm tương đối lớn đó. Các con nên biết, trong cọng cỏ này, nó có thể hàm chứa kiến thức vô tận đó. Nếu như gặp thời tiết quá nóng và chảy máu mũi, thì dùng thuốc tiên hạt thảo để hạ nhiệt. Sư huynh, thế nào là hạ nhiệt hả? Tuy huynh biết ý nghĩa của hạ nhiệt là gì, nhưng huynh lại không biết giải thích nữa. Tương qua, Quan Hỷ, khuya rồi sao hai con chưa ngủ? Thưa sư phụ, chúng con đang xem quyển cương mục thảo dược của sư phụ đưa đây nè. Hai đứa xuyên quá ta. Dạ, vì trong quyển cương mục thảo dược có nhiều thứ như vậy, nên chúng con muốn xem xong sớm một chút. Vậy các con có biết nguồn gốc của quyển cương mục thảo dược này không? Quyển sách này là do Lý Thời Trân đời nhà Minh biên soạn, phải mất 30 năm mới hoàn thành, ghi lại tổng cộng 1.892 loại thuốc, thu thập hơn 10.000 phương thuốc. Nó có sự cống hiến rất lớn đối với nền trung y cận đại. Thì ra quyển sách này vĩ đại đến như vậy. Vì con xem hoài mà không hiểu. Có một chữ con không hiểu. Tục ngữ có câu quen tai thành khéo, không hiểu thì xem nhiều, nghe nhiều. Lá của hạ cô thảo có hình răng cưa và có lông, hoa có màu tím nhạt và màu trắng. Vậy tác dụng của hạ cô thảo là gì? Hạ sốt, bụng nhọt, sưng chân, giải độc tố. Quan Hỷ à, đệ thật là giỏi đó. Đệ thuộc hết trơn những thứ này hả? Mấy hôm nay các con rất cố gắng và đã có sự hiểu biết rất nhiều qua sách vở này. Vậy các con muốn đi cùng với sư phụ thực địa lên núi hái thuốc hay không? Dạ muốn. Hôm nay sư phụ sẽ để cho các con tìm loại thảo dược mà các con biết, xem thử các con tìm được bao nhiêu loại, coi như là nghiệm thu thành tích của các con vậy. Hả? Thật vậy sao? Sư phụ để cho chúng con tự đi tìm hả? Đúng vậy. Sư huynh nhìn nè, đây là cây răng hổ đúng không? Đúng rồi, trong sách nói nó có thể giải độc, còn trị cả bệnh kiết lỵ nữa. Hả? Cây này có phải là hạ cô thảo không? Quan Hỷ, đệ thật là giỏi đó. Cây gì cũng nhận ra hết trơn. Gần đây còn cây gì có thể hái được nữa không ta? Đệ nhìn bên kia kìa. Hả? Đây có phải là cây bạc hà không ta? Sao tay của huynh vừa đau lại vừa ngứa nữa vậy? Tay của đệ cũng vậy nữa nè. Tương Hòa, Quan Hỷ, các con làm sao vậy? Chúng con thấy bạc hà tay bị ngứa quá. Cây này không phải bạc hà mà là cây giảo nhân miêu. Giảo nhân miêu à? Đúng, giảo nhân miêu là một loại thực vật có độc, ai đụng vào sẽ bị đau và ngứa. Sư phụ. Sư phụ à. Có đỡ chút nào chưa? Chúng con định khẳng định mình, nhưng không ngờ lại đụng phải cỏ độc như vậy. Chúng con thật ngốc quá, không thích hợp học nghề y. Không trải qua thất bại thì không thể thành công. Dạ. Không phải sư phụ đã nói là muốn học y dược cần phải có sức nhẫn nại, bền tâm rất lớn đó sao? Các con đã tốn thời gian như vậy, tích chứa kiến thức nhiều như vậy. Hiện tại tuy các con chưa được, nhưng các con phải tự khẳng định mình, tin tưởng vào mình. Các con xem, những thứ này đều là thuốc hay và cũng là thứ mà các con hái trước hết. Đã có hái thảo dược trước đó hay sao? Vậy mà con quên hết trơn rồi. Phàm làm việc gì cũng phải có niềm tin vào mình, đừng coi thường bỏ quên kiến thức của mình. Các con đã hiểu chưa? Dạ, thưa sư phụ. Đa Phật.
Nam mô